Mùa đông năm 9616, Thành Hà Quận, Tuyết Ưng Lĩnh bị tập kích bất ngờ. Phu thê Đồng Bá Lĩnh chủ bị bắt, chỉ còn hai huynh đệ nhỏ tuổi sống nương tựa lẫn nhau. Gian thắm thoát thoi đưa, mới đó đã 8 năm trôi qua. Tuyết Ưng là huynh trưởng giờ đấy đã trưởng thành, vì muốn đại pháp sư Bạch Nguyên Chi thu nhận đệ ruột của mình là Thanh Thạch làm đồ đệ, mà một mình đi tới hủy diệt Sơn Mạch chỉ để tìm Ngân Nguyệt Lang Vương Chi Tâm. Mở đầu là hình ảnh đám lính gác nhào nhác chạy khắp nơi tìm kiếm. Người đó không ai khác chính là Đồng Bá Thanh Thạch thiếu gia, đệ đệ của Tuyết Ưng. Do tính cách nghịch ngợm cho nên xém chút mất mạng vì rơi từ trên cao xuống. May thầy có Đồng Tam thúc thúc đỡ lấy kịp thời, nếu không thì nguy hiểm thực sự. Lúc này Tuyết Ưng vừa rời đi không lâu, nhiệm vụ là giết được Ngân Nguyệt Lang Vương vì đệ đệ ruột của mình. Chuyển cảnh tới một vùng núi đầy tuyết trắng bao quanh, Tuyết Ưng bước tới, đột nhiên phía sau có người, thì ra đó là Tông Thúc. Ông vì lo lắng cho Tuyết Ưng nên đã đi theo, hai người bọn họ đi được một đoạn thì gặp Hắc Lân Sai Thú. Tông Thúc vốn định ứng chiến nhưng đã bị Tuyết Ưng nhanh trước một bước, chỉ với cây phi tuyết thương của mình đã nhanh chóng tiêu diệt hết dã thú, bọn chúng tuy đông nhưng không mạnh lắm. Thực ra từ lúc bước vào ngọn núi này, bọn họ đã bị đám người của Hủy Diệt Sơn Mạch theo dõi. Đặc biệt là Long Sơn Lâu, lâu chủ Tư An rất để tâm tới Tuyết Ưng nên đã căn dặn thuộc hạ theo sát kỹ càng. Lúc này đám Hắc Lân Sai càng lúc càng kéo tới nhiều hơn, nhưng cuối cùng cũng vẫn là phải nộp mạng dưới phi tuyết thường. Mấy năm nay, Tuyết Ưng ngày đêm nỗ lực tu luyện cuối cùng cũng đã nhận được thành quả hoàn toàn xứng đáng như ngày hôm nay. Sau khi tiêu diệt hết đám Hắc Lân Sai, hai người bọn họ cùng nhau tiến về phía trước, nhưng lần này lại gặp phải một đối thủ không hề tầm thường. Với tốc độ này thì con dã thú kia chính là Âm Ảnh Báo, ma thú ngân nguyệt cấp, còn khó đối phó hơn cả Lang Vương. Tốc độ của Âm Ảnh Báo thoát ẩn thoát hiện cho nên hai người phải dè chừng. Trời thì sắp tối, đây cũng là thời điểm thuận lợi cho Âm Ảnh Báo hành động trong bóng đêm. Như thế thì lại càng khó giết được nó hơn. Hai người bọn họ vốn định tìm một nơi an toàn đợi qua đêm nay rồi tính tiếp. Vậy nhưng không ngờ rằng Âm Ảnh Báo này quá hùng hãn, tấn công hai người bọn họ liên tiếp, rồi từ từ lùi về sau đám sương mù kia. Lúc này Tuyết Ưng vì ban nãy chiến đấu với con dã thú này mà đã bị thương. Vậy nhưng vết thương này cũng chẳng thể khiến cậu lùi bước. Vốn định một mình chiến đấu để Tổng Thúc an toàn chạy thoát nhưng không ngờ rằng cả hai đều bị lạc nhau trong đám sương mù dày đặc. Bên này Tuyết Ưng và Âm Ảnh Báo diễn ra một trận đấu vô cùng quyết liệt. Con dã thú này với tốc độ thoát ẩn lại thoát hiện, cho nên nắm bắt được vị trí của nó là vô cùng khó khăn. Đúng là thực lực của Ngân Nguyệt cấp có khác. Tuyết Ưng đã bị nó làm cho bị thương đến mức thổ huyết dưới nền tuyết trắng xóa. Cuối cùng cũng bị Âm Ảnh Báo đánh gục xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu nhớ tới phụ thân, mẫu thân và đứa em trai Thanh Thạch, những lời cha mẹ dạy bảo lúc nhỏ, nhớ về mục đích vì sao bản thân lại tới đây. Chỉ những ký ức đó đã tiếp thêm sức mạnh cho Tuyết Ưng đứng dậy và tiếp tục chiến đấu một lần nữa. Và cuối cùng với ý chí muốn đưa cha mẹ trở về, muốn bảo vệ cho những người thân cùng với phi tuyết thương của mình, cậu cũng thành công hạ đào ván Âm Ảnh Báo, đoàn tụ cùng với Tổng Thúc. Mở đầu là khung cảnh trong thư phòng của Đại Pháp Sư Bạch Nguyên Chi. Cậu Dung bước vào, với khuôn mặt đầy xinh đẹp và khả ái, nhanh miệng quan tâm lão sư vì sao đến giờ này vẫn còn thức. Có vẻ như ngài đang phụ gia luyện kim thuật cho thiếu gia Tư Gia, Tư Bách Vinh. Võ nghề hắn không cao mà chỉ mong có thể khiến vũ khí mạnh hơn. Mục đích Cơ Dung tới thư phòng của Đại Pháp Sư Bạch Nguyên Chi vào lúc muộn như vậy là để báo tin Đồng Bá Tuyết Ưng đã tới hủy diệt Sơn Mạch để tìm Ngân Nguyệt Lang Vương Chi Tâm. Với mục đích mong ngài thu nhận đệ đệ của mình là Đồng Bá Thanh Thạch. Đứa trẻ này có tố chất, thiên phú hơn người, tinh thần lực phi phàm. Vốn định tâm muốn Tuyết Ưng thấy khó mà nản, nhưng không ngờ lại có bản lĩnh và khí phách tới như vậy. Như lời định ước ban đầu, nếu Tuyết Ưng có thể mang Ngân Nguyệt Lang Vương về thì ông sẽ thu nhận đệ của Tuyết Ưng làm đệ tử thần truyền. Chuyển đến cảnh của Tuyết Ưng cùng Tổng Thúc, hiện tại hai người đang lưu lại ngọn núi trắng xóa này. Tổng Thúc nướng xong thịt của Âm Ảnh Báo liền đưa cho Tuyết Ưng ăn, có vẻ như hắn đã đói lắm rồi liền nhanh chóng chén hết trong chớp mắt. Tổng Thúc vừa nướng thịt vừa căn dặn sau này không được phép lỗ mãng như vậy nữa. Nếu như thế thì sau này không biết phải nói sao với cha mẹ hắn. Tuyết Ưng vừa ăn vừa báo cho Tổng Thúc rằng hắn đã đột phá tầng thứ nhất của Huyền Băng Thường Pháp. Loài thú như Âm Ảnh Báo cũng không còn làm khó được mình nữa. Điều này khiến cho Tông Thúc vô cùng bất ngờ. Không ngờ rằng cậu lại có thể sử dụng phiêu tuyết. Cha của Tuyết Ưng đã nghiên cứu bí thuật này cả nửa đời người còn chưa nhập môn được. Thế mà Tuyết Ưng hắn chỉ mới mấy năm, đúng thật là thiên phú bẩm sinh. Bọn họ trải qua một đêm nghỉ ngơi tới sáng hôm sau, liền nhanh chóng tiến tới chỗ của Ngân Nguyệt Lang Vương để hoàn thành mục đích tới nơi này. Hai người bọn họ tính kế hành động, cùng nhau xông vào bầy sói trắng. Tông Thúc phải duy trì thế phòng thủ và tiết kiệm thể lực, yểm trợ cho Tuyết Ưng phá vòng vây của đám Ngân Nguyệt Lang này rồi từ lỗ hổng đó tiến lên.
Đúng như kế hoạch tác chiến, cậu chiến đấu với Ngân Nguyệt Lang Vương, sức mạnh của nó không thể nào xem thường được. Tuyết Ưng vừa tiến tới thì đã phải hứng chọn lửa nó phun ra. Ngân Nguyệt Lang Vương nhảy từ trên cao xuống vồ tới. Cả hai diễn ra một trận đấu vô cùng ác liệt. Móng vuốt đầy sắc nhọn cùng với ngọn lửa đang cháy hừng hực kia đều bị Tuyết Ưng đỡ được. Trận chiến diễn ra gay cấn, cậu liền hét to hai chữ phiêu tuyết. Sau câu nói đó, một luồng kinh lực mạnh mẽ phát ra, chỉ với một đòn đã hạ gục được Ngân Nguyệt Lang Vương, rồi nhanh chóng đi tới yểm trợ cho Tổng Thúc. Hai người nhanh chóng quay trở về cùng với chiến lợi phẩm Ngân Vương Chi Tâm, hoàn thành nguyện vọng bái sư cho đệ đệ. Nhưng có vẻ hành trình trở về của hai người vẫn còn chướng ngại, đó chính là bọn Loan Đào Mình. Có vẻ bọn chúng đang muốn dòm ngó tới tấm da thú của Âm Ảnh Báo và Ngân Nguyệt Lang Vương thì phải. Nói chính xác là muốn nộp mạng cho hai người bọn họ đây mà. Thực ra vào 10 năm trước, bọn Loan Đào Mình này đã tàn sát và cướp của Tuyết Ưng Lĩnh Thành, đánh trọng thương Tổng Thúc, hống hách tiêu căng. Đến bây giờ thì mối thù 10 năm trời của Tổng Thúc và cái tên cái bần này đã có thể thanh toán rồi. Nhưng lần này người thanh toán không phải là Tổng Thúc mà là chàng thiếu niên trẻ tuổi Tuyết Ưng. Lần lượt từng tê một đều chết dưới phi tuyết thương. Cuối cùng món nợ của cái bần này cũng đã xong. Hắn ta ngang ngược, hung hăng nhiều năm như vậy mà lại chết dưới thương của Tuyết Ưng một cách nhục nhã tới như vậy. Điều này càng khiến cho bọn người dưới trướng của Long Sơn Lâu Chủ Thành Từ An càng hết sức e dè, nể phục, truyền cảnh tới thư phòng của Bạch Lão Sư. Không hài cùng con gái của mình là Khổng Du Nguyệt, muốn bái Đại Pháp Sư Bạch Nguyên Chi làm sư phụ, nhưng có vẻ bất thành. Sau đó hai người cùng nhau tới Tuyết Ưng Lĩnh Thành thăm lại đứa con trai của bạn cũ là Đông Bá Tuyết Ưng. Lúc này tại một quán rượu trong thị trấn, Hạng Bằng Vân, người mạnh nhất Thanh Hà quận đang uống rượu thì tin tức cái bần chết cũng đã được truyền tin tới, khiến cả đám ở đó một phen bất ngờ. Đám người thổ phỉ như rắn mất đầu, thủ lĩnh cái bần cũng đã bị giết chết. Tổng Thúc đang dạy dỗ lại bọn chúng một vài thứ trước khi rời đi, càng dặn đám thổ phỉ trả lại những thứ đã cướp được cho những người vô tội. Từ nay phải rửa tay gác kiếm, không được làm chuyện xấu nữa. Đúng lúc này Tuyết Ưng phát hiện ra sự xuất hiện của cường giả nên vội vã nhanh chóng rời khỏi Loan Đào Mình. Trên đường đi thuật lại chuyện cho Tổng Thúc nghe, hắn tự thấy bản thân mình kém cỏi, giống như sâu kiến khi gặp phải cường giả siêu phàm, kẻ giám thị nhân loại. Như vậy thì cậu cần phải nỗ lực mạnh mẽ hơn gấp trăm lần hiện tại để không bị kẻ khác xem thường là loại tôm tép yếu đuối. Đồng Bá Thanh Thạch cùng đồng tam sư thúc đang mong ngóng tin tức hai người trở về thì nghe tin Không Hài tới thăm. Không Hài và đồng tam đang tranh cãi với nhau về chuyện năm xưa thì đám người Tuyết Ưng trở về, phá tan đi bầu không khí căng thẳng. Đồng tam sư thúc rất ngạc nhiên với chiến tích của chàng thiếu niên trẻ tuổi này. Chuyển cảnh tới hoa viên của Tuyết Ưng Lĩnh, Khổng Du Nguyệt cùng với Đông Bá Thanh Thạch đang chơi đùa thì đám người Tuyết Ưng tới. Bên cạnh còn có Đồng Tam và Tổng Thúc. Thanh Thạch chạy lại ôm chầm lấy sư huynh. Mấy ngày không gặp, tình cảm huynh đệ họ lại càng thắm thiết hơn. Khổng Du Nguyệt và Đông Bá Tuyết Ưng vốn quen biết nhau từ nhỏ. Cha của cô là Khổng Hải còn tính chuyện lúc nhỏ cho hai người kết duyên. Sau khi chào hỏi nhau được vài câu thì nghe tin có khách quý tới. Lần này là Đại Pháp Sư Bạch Nguyên Trì. Đúng như lời của Đồng Tam Thúc nói, nghèo đói không ai hỏi, phú quý người tới thăm. Qua đúng như lời Khổng Du Nguyệt nói thì lần này Đại Pháp Sư Bạch Nguyên Chi tới không chỉ vì một mục đích thu nhận đồ đệ mà còn có một mục đích khác. Không ngờ rằng thỉnh cầu của ông ta là mượn tạm một ngọn núi ở Tuyết Ưng Lĩnh này, lão gọi đây là Đại Ẩn Chi Địa. Với công lực cao thâm của một Đại Pháp Sư thì ông ta hoàn toàn có thể dễ dàng di chuyển tòa thành ở Nghi Thủy Thành tới nơi tuyết trắng Tuyết Ưng Lĩnh này. Lần này mục đích mà Khổng Hài đưa Khổng Du Nguyệt tới Tuyết Ưng Lĩnh này cũng là muốn nhờ Đồng Bá Tuyết Ưng có thể thuyết phục Bạch Lão Sư thu nhận cô làm đồ đệ. Đám người cờ dùng đang cùng nhau tu luyện trong tòa thành nhưng có vẻ thất bại. Bạch Nguyên Chi đi tới bắt đầu giảng dạy. Kỵ sĩ và pháp sư là hai trụ cột vững chắc của Long Sơn Đế Quốc. Điểm khác biệt là kỵ sĩ dùng đấu khí hủy diệt thiên địa, pháp sư dùng tinh thần lực tạo nên vạn vật. Tinh thần lực là một loại lực tự nhiên bay lượn trong thiên địa vạn vật. Pháp sư thực chất chỉ là trung gian, thực hiện ba bước hấp thụ, ngừng kết, thi triển để tinh thần lực là thứ bản thân có thể sử dụng. Người có thiên phú về tinh thần lực là người có thể hòa vào tự nhiên, đây là trời sinh. Khác với đấu khí của kỵ sĩ, có thể bồi dưỡng về sau. Cho nên điều quan trọng nhất là có thể tu luyện năng lực hòa hợp với thiên nhiên, học được cách thuận nước đẩy thuyền. Ngược lại, mỗi lần thi pháp sư nếu quá cố chấp, nhẹ thì thất bại, nặng thì phản phệ. Đồng Bá Thanh Thạch, Cơ Dung, Khổng Ưu Nguyệt, ba người chỉ mới quen nhau vài khắc trước liền đã trở nên thân thiết. Tính cách cũng nghịch ngợm rất giống nhau. Đám người bọn họ cùng nhau chơi trò đuổi bắt, vừa hay chạy ngang qua thư phòng của Tuyết Ưng Lĩnh chủ. Khổng Du Nguyệt chỉnh lại mái tóc rồi tới y phục, dịu dàng bước tới thư phòng chào hỏi Tuyết Ưng. Dù gì bọn họ cũng đã lâu lắm rồi không nói chuyện. Khổng Du Nguyệt mỉm cười vì đã nhiều năm như vậy mà Tuyết Ưng vẫn chỉnh chu lại mái tóc.
Cô giúp cậu trả lại tóc, sửa sang lại y phục, hai người cùng ôn lại chuyện cũ. Sau đó, lúc đang chuẩn bị cùng nhau ra ngoài dự tiệc để chúc mừng Thành Thạch được nhận làm đồ đệ của Bạch Nguyên Trì, thì lại một vị khách đầy bí ẩn không mời mà tới. Lần này hắn ta mang tới Tuyết Ưng Lĩnh Thành một món quà vô cùng đặc biệt. Tên của kẻ này là Tư An, lâu chủ Long Sơn Lâu của Nghi Thủy Thành. Không ngờ lần này, Long Sơn Lâu chủ Tư An đích thân tới Tuyết Ưng Lĩnh này lại mang đến cho cậu một món quà vô cùng quý giá. Vật này chính xác là Hắc Thiết Lệnh, thứ mà có thể cứu được cha mẹ của Tuyết Ưng. Tuyết Ưng cầm nó trên tay, lòng đầy cường quyết. Mục đích của Long Sơn Lâu chủ Tư An lần này tới để nhắc nhở rằng Không Hải và Bạch Nguyên Trí đều có ý đồ không tốt, phải cẩn thận. Nói rồi Tư An rút trong ống tay áo ra hai món đồ, một thứ là Long Sơn Bảng, một thứ là Huyết Nhẫn Bảng. Long Sơn Bảng căn cứ theo cấp tỉnh, quận, huyện. Thu thập những thông tin sau đó biên soạn, ghi chép lại nội cảnh đế quốc, tất cả danh sách bài vị của kẻ mạnh. Huyết Nhẫn Bảng là danh sách sát thủ do Huyết Nhẫn Tử Quán chỉnh lý. Huyết Nhẫn Tử Quán là tổ chức siêu phàm thần bí của đế quốc, tập trung vào những thích khách, sát thủ có thực lực vô cùng lợi hại. Họ chỉ có danh nghĩa chứ không có thật danh. Tuy nhiên, tại quận Thanh Hà này thì lại chỉ có Hạng Bảng Vân là kẻ mạnh nhất. Miễn cưỡng muốn ngang hàng với hắn chỉ có tổ tiên của Tư Sa, Tư Lương Hồng mà thôi. Nói xong, Tư An thu hai món bảo vật vào trong tay rồi đưa cho Tuyết Ưng. Tuyết Ưng nhận lấy, vậy nhưng lòng đầy nghi hoặc. Cậu mặc dù tài năng xuất chúng, vậy nhưng vẫn còn thua xa những người trong bảng đơn này. Nếu như có thể làm nên chuyện trong tương lai, thì địa vị của Tư An cũng sẽ được thăng cấp. Nếu như Tuyết Ưng chỉ là một kẻ tầm thường hay là thực lực kỵ sĩ, thì hắn căn bản không thèm để ý tới. Không Hải cũng vậy, mà Bạch Nguyên Trì cũng không cần nói. Nhưng xét cho cùng, nếu như cậu có thể lập được nhiều công lao trong tương lai cho Long Sơn Lâu với Hắc Thiết Lệnh, thì Tư An hắn có thể ra mặt một lệnh đặc xá cứu cha mẹ cậu. Lúc này Tuyết Ưng đang ngâm mình trong bồn tắm thì nghe thấy tiếng Thanh Thạch. Cậu liền nhanh chóng đi ra với một thần cường trắng chỉ trích những vết thương. Thanh Thạch thấy vậy cảm thấy lo lắng, sợ rằng một ngày nào đó sẽ giống như phụ thần, mẫu thần. Thanh Thạch sắp chẳng thể nhớ nổi hình dáng của hai người bọn họ nữa rồi. Tổng thúc lấy ra Hắc Thiết Lệnh an ủi, nói rằng có thứ này trong tay nhất định sẽ cứu được cha mẹ của hai huynh đệ sớm thôi. Năm ấy, Tông Lăng cùng với phụ thần của Tuyết Ưng là Đông Bá Liệt vừa ra khỏi quân đội tiếp nhận một nhiệm vụ tìm thiếu nữ đảo hồn. Mà người đó không ai khác chính là mẫu thân của Tuyết Ưng, cô tên là Mạc Dương Dù. Lúc này, bản thân Mạc Dương Dù cùng thuộc hạ của mình là Đồng Tam chạy trốn, đã gặp phải đám dã thú Hắc Lân Xài. May thay, đám người Tông Lăng kịp thời đi tới cứu trợ. Hai người họ vừa nhìn đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và thế là bốn người cùng nhau vượt qua mọi nguy hiểm. Đồng Bá Liệt mua lại nơi này và dùng tên Tuyết Ưng đặt thành Tuyết Ưng Lĩnh Thành khi hắn vừa mới sinh ra. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp về sau, thì anh trai của Mạc Dương Dù là Mạc Dương Sâm tới, muốn đưa muội muội của mình quay về. Vì thực lực của Mạc Dương Sâm vốn mạnh mẽ hơn bất cứ ai ở Tuyết Ưng Lĩnh này. Cho nên, Mạc Dương Dù cùng Đồng Bá Liệt đã đồng ý đi theo để tránh mọi người bị thương. Hiện tại thì Mạc Dương Dù và Đồng Bá Liệt vẫn còn sống. Mạc Dương Dù tuy bị nhốt, vậy nhưng vẫn được ăn uống, nghỉ ngơi đàng hoàng nhờ vào huynh trưởng. Vậy nhưng Đồng Bá Liệt thì khác. Trong suốt 10 năm qua vẫn luôn bị hành hạ, sống không bằng chết. Chỉ vì năm xưa hai người này tự định chung thân, khiến cho Mạc Dương già mất hết thể diện cho nên mới hà giận lâu tới vậy. Khổng Du Nguyệt mang điểm tâm tới cho Tuyết Ưng, đồng thời cũng không quên chọc kẹo vài câu. Có câu nói, anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân. Hành động này đã khiến cho nam chính ngượng ngùng không biết tiếp lời như thế nào nữa. Từ lúc mẫu thân bị bắt đi thì lâu lắm rồi, cậu ta mới được ăn lại thứ điểm tâm ngon tới như vậy. Về phần Đông Bá Thanh Thạch, cậu nhóc này vì nóng lòng cho nên việc tu hành không mấy thuận lợi lắm. May thay có Cơ Dung Bảo Bản, hai người bọn họ bằng tuổi nhau. Vì liên tục ở gần nhau nên lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình cảm của cặp đôi trẻ này dần dần hình thành. Sau đó, lâu chủ Tư An truyền tin phụ thân đang bị người Mạc Dương gia hành hạ. Biết được điều này, cậu muốn mạch chạy tới tìm Tư An, hắn ta nhất định sẽ có cách. Lúc này Tư An chỉ nở một nụ cười đầy thần bí và nói rằng có vẻ như lĩnh chủ đã quên quy tắc của trò chơi này rồi. Thì ra điều kiện Tư An lâu chủ đưa ra đó là tiêu diệt đám tàn dư của Loan Minh Đào. Sau khi sống sót, bọn chúng lại hoành hành giết người cướp của. Lúc này ở tử quán trong thành, có một cặp đôi nam nữ với vẻ ngoài đầy bí hiểm. Bà chủ quán vừa mỉm cười vừa đặt xuống một tờ giấy có lệnh truy nã. Nhiệm vụ lần này do lão tổ Tư Gia Từ Lương Hồng đích thân ban bố, thủ lao không hề ít. Thì ra là do đám thủ phi ở Lãnh Quỳnh Sơn đã giết chết tiểu thiếu gia đắc sủng nhất của Tư gia bọn họ. Lần này vì không muốn mất mặt nên mới trao thưởng lớn tới như vậy. Có vẻ như tên phong ma này rất có hứng thú, hắn là kẻ đã đạt tới cấp Ngân Nguyệt. Long Sơn Đế Quốc có thể đứng vững gần vạn năm đều là nhờ vào vô số gia tộc lớn nhỏ hưng thực bao đời, cùng nhau trèo chống đế quốc rộng lớn này.
Các gia tộc của các tỉnh, thành, quận, huyện, dù ít dù nhiều cũng đều có một đặc quyền trong đế quốc. Chẳng hạn như Mạc Dương Giờ dùng dù lệnh của gia tộc để phán cha mẹ Tuyết Ưng chịu phạt trăm năm cũng được. Dù lệnh của lão tổ của Mạc Dương Gia đưa ra có thể sánh ngang pháp lệnh đế quốc. Tuyết Ưng tạm biệt mọi người để lên đường nhận nhiệm vụ. Trước khi đi, Khổng Du Nguyệt còn tặng cho cậu một lá bùa hộ mệnh do chính tay cô làm, đồng thời nói rằng nhất định phải giữ kỹ bên mình. Không biết chuyến đi này gặp bao nhiêu nguy hiểm, nhưng mà cô vẫn ở đây chờ Tuyết Ưng trở về. Tuyết Ưng lên đường đi tới Lãnh Quỳnh Sơn, tại đây phát hiện ra một cái xác vẫn còn ấm, chứng tỏ là có kẻ đã tới trước một bước. Tuyết Ưng nghi ngờ đó là do phong ma làm. Đột nhiên phía xa xa có tiếng hét của nữ nhi, thì ra là một tên thủ phỉ định cướp xác. Cậu lao tới đánh ra một đòn, khiến cho tên đó gục xuống. Sau đó thì xuất hiện hàng loạt mũi tên từ bốn phía bay tới. Thì ra là đám này đang chơi kiểu du kích. Tuy nhiên thì bọn này chỉ đang cố dãy giụa. Không mất quá nhiều thời gian liền đưa bọn họ về chỗ ông bà. Cuối cùng thì Tuyết Ưng cũng đã tìm được đám thổ phỉ đã giết chết tiểu thiếu gia Tư Gia. Nhưng đúng lúc này, hai người phòng mà cũng tới. Họ cười đầy ngò mạn rồi nói rằng con mồi này là của bọn hắn, cũng là do hắn quyết định. Nhận ra đối thủ này khó chơi, nên Tuyết Ưng nhanh tay ôm dương chứa thủ cấp của tên thủ phỉ chạy đi. Tuy nhiên sau khi chạy được một đoạn thì cũng là đường cùng. Phía dưới là vực thẳm mà hai người bên kia cũng đuổi tới. Sau đó đôi bên bắt đầu động thủ chứ không động khẩu, đồng bá Tuyết Ưng bị rơi xuống vực. May mắn bám được nhành cây nên toàn mạng. Hai người phong ma tưởng rằng cậu đã ngã chết nên tức tối bỏ đi. Cuối cùng đồng bá Tuyết Ưng hoàn thành nhiệm vụ đem thủ cấp của tên thủ phỉ về cho lâu chủ Tư An. Lần này nhờ vào chiến công mà cha mẹ của cậu đã không còn bị tra tấn nữa. 6 năm sau, nhờ vào sự nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ thì huyền băng thương pháp của Tuyết Ưng cũng đạt tới tầng 2 huyết vũ. Mà đồng bá Thanh Thạch giờ đây cũng không còn là đứa trẻ nghịch ngợm năm ấy nữa. Cậu ta đã trưởng thành và trở thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú. Lần này, lâu chủ Tư An muốn giao cho Tuyết Ưng hắn một nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là thanh đồng, điểm công lao còn gấp nhiệm vụ hắc thiết mấy chục lần. Lưu Hoài Như, quý tộc của Khúc Thái Thành bị nghi là tín đồ của tà thần ma giáo. Bên trên có lệnh và lâu đài của hắn thực hiện nhiệm vụ bí mật. Mặc dù nhiệm vụ lần này là cấp thanh đồng, vậy nhưng thực ra việc bắt giữ Lưu Hoài Như không cần tới 5 người cấp xưng hào ra tay. Cho nên Tư An quyết định cho 4 người cấp ngân nguyệt đi rèn luyện. Rất nhiều công tử quý tộc đều coi nhiệm vụ lần này là miếng mỡ để tích lũy danh vọng. Đồng hành và dẫn đội trong nhiệm vụ lần này là Đường Hùng, một kỵ sĩ cấp xưng hào có thanh đồng lệnh. Người thứ hai là Từ Bách Vinh, công tử quý tộc không có một chút kinh nghiệm. Thứ ba là Lương Ung thuộc hạ của Từ Bách Vinh, kỵ sĩ cấp ngân nguyệt đi theo hỗ trợ. Người tiếp theo là một pháp sư rất ít tiếp xúc bên ngoài đến từ Trường Phong Học Viện là Dư Tĩnh Thù. Cả nhóm 4 người lên phi thuyền đi trước, không may bị kẻ địch tập kích. Lúc nguy cấp thì Dư Tĩnh Thù xuất hiện cứu trợ, nhưng cũng không thể chống cự được lâu. Cả nhóm cùng nhau rơi từ trên cao xuống. Lưu Hoài Như đứng phía xa quan sát thấy thuyền rơi xuống, liền ra lệnh cho đám thuộc hạ đi làm việc. Trên bầu trời, đồng bá Tuyết Ưng lao xuống. Ngay khi vừa chạm đất, liền phát hiện có kẻ đứng núp, nên vội vã cầm lấy vũ khí. Phía sau gốc cây có một tên bước ra, hắn chính là thuộc hạ của Lưu Hoài Như. Đôi bên vừa xuất hiện liền không nói nhiều, đã giao thủ. Trong lúc đánh nhau, Tuyết Ưng bị huyễn thuật làm phân tâm. May mắn Lương Ung xuất hiện hỗ trợ. Thấy vậy, đối phương liền chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nơi khác, Dư Tĩnh Thù bị ngã nằm sấp mặt, phía xung quanh là hơn chục tên bao vây. Lúc nguy cấp, nam chính xuất hiện hù dọa cả đám chạy tán loạn. Vì không may bị một mũi tên bắn trúng, đầu tên lại có độc, nên cậu đã xin phép thân lễ và dùng miệng của mình hút độc cho cô. Tên Từ Bách Vinh đứng phía xa thấy được điều này, liền chạy tới la hét, không cho cậu đụng chạm lung tung. Tại Long Sơn Lâu, lâu chủ Tư An nhận được tin tức phi thuyền bị đánh hở, gã vô cùng tức giận. Chuyện đã tới nước này, liền đành để cho nhóm 5 người tùy cơ ứng biến. Tư An cũng phái thêm một chiếc phi thuyền chuẩn bị tiếp ứng, đồng thời cũng điều tra xem vì sao địch nhân lại phát hiện, rốt cuộc ai đã để lộ tin tức. Không lâu sau, Dư Tĩnh Thù cũng khôi phục lại thương thế, bọn họ cũng thắc mắc lý do tại sao Lưu Hoài Như lại biết được tình báo mà tấn công. Hành động này có thể gây cản trở kế hoạch. Dù sao phe địch cũng đã có chuẩn bị sẵn rồi. Điều này cũng đồng nghĩa cả nhóm không còn rút lui được nữa, cho nên mọi người quyết định cứ như vậy mà đi tới. Trên đường đi, Dư Tĩnh Thu cảm ơn Tuyết Ưng vì đã ra tay tương trợ. Từ Bách Vinh nhìn thấy mình bị cướp đi uy phong, nên đi lên định lấy lại mặt mũi. Chỉ là không những không lấy được mà còn mất mặt thêm. Sau một hồi di chuyển thì cuối cùng cũng tới nơi. 5 người chọn cách xông thẳng vào đồn địch, dùng lời lẽ thuyết phục đám lính canh. Kiểu như không muốn chết thì đứng sang một bên, nhưng bọn này lại thả chết không bỏ đi. Lưu Hoài Như đứng trên cao tung trưởng, tạo ra một cột năng lượng khổng lồ hình lốc xoáy hướng lên trời. Thấy vậy, Dư Tĩnh Thù cũng không nói thêm nữa. Cô tung chiêu hóa ra 2 con rắn siêu to khổng lồ.
sau đó bay lên không trung điều khiển tấn công xuống dưới, thành công phá tan cánh cổng để cho đám người Đông Bá Tuyết Ưng xông vào. Và thế là cả nhóm đồng loạt lao lên tấn công, và đối thủ bên kia cũng chạy ra thảo phạt. Sau một hồi co quay thì cuối cùng cũng xông vào được bên trong. Và tới đây thì tập phim khép lại. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé!